Chào toàn thể anh em nhá. Anh giới thiệu cho anh em một số, đây là cái bộ hộp số đảo chiều tiến lùi dành xe cho xe Honda. Đấy, anh em là đam mê chế cháo mà đảm bảo công việc đồng áng của mình, hoặc là chế chạy đồ cơ khí, hoặc là đấy, cái này bây giờ mình đang bán là 800.000 bao ship anh em. Đấy, bộ này là lắp cho máy 110 Wayzim Cupwin hết này. Đây, cần đảo chiều đây. Đấy, rất chi là hay. Nó đi theo bao gồm một khớp này, một này. Đấy, combo bộ 800.000 bao ship anh em nhé. 800.000 bao ship, hàng ship qua bưu điện. Anh em chỉ cần để lại địa chỉ rõ ràng, ok, một câu thôi là hàng sẽ chuyển hàng vào tận nơi cho anh em. Trong nếu anh em trong Nam tầm 6 ngày. Đấy, anh em mua hàng thì anh em cứ alo trực tiếp nhé, trực tiếp alo. Đấy, anh em mua hai bộ lên thì mình sẽ giảm giá cho anh em xuống một chút tiền nhé. Đấy, theo khớp lối này, anh em là mua lẻ khớp lối đi theo thì mình đang bán là 250 một khớp nhé, bao gồm phí ship luôn. Anh em lưu ý là cái hàng này nặng này, phí ship đi đã mất 150 rồi. Đấy, cả một cái này thì mình cũng chỉ lãi được có hơn 100.000 thôi, nên là mình cũng không bán dưới giá được 800.000 đâu, anh em lưu ý như vậy. Đấy, hàng mình còn rất nhiều, trong kho này mình cũng lạ cũng có, anh em không bao giờ lo hết hàng, đặt là có, không mở hết được hàng luôn. Đấy, còn ngoài những cái này mình có thể bán phụ trợ thêm rất chi nhiều thứ. Anh em có thể mua lốp này, lốp trên kho này mình còn lốp nhiều 400-12 anh em nhé, lốp hộp số mạnh. Rồi máy, đây mình giới thiệu sơ qua chi tiết một chút là cái máy con 125 ly fan côn tự động, hàng mới nhập khẩu từ của Trung Quốc. Đấy, đầu lòng đây anh em nhá, rất chi đẹp luôn, zin từng con ốc mới, hàng mới. Đấy, mới đét luôn, công suất của nó 125 đây, 124. Đấy, nó đi gao bao hồ một bộ chế hòa khí hoặc là bình xăng con đấy. Thứ hai là cần đạp cần số này. Đấy, cổ hút đấy, như vậy thôi. Anh em mua hàng anh em phải kiểm tra hàng trước khi nhận, là không bao giờ lo lừa đảo gì lọ kia nhá. Đấy, anh em mua hàng đây, cái này nó sẽ gắn vào đây như này, dẫn chứng cụ thể anh em thể gắn vào đây, anh em thể chế thành một bộ xe ba bánh rất chi là ngon lành rồi, ok rồi. Đấy, đấy, cái giá bán của con máy ly fan, anh em có hỏi con máy ly fan côn tự động đấy, rất chi đẹp luôn nha. Rồi, chào tất cả anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với số của mình đây, còn anh em nhớ đăng ký kênh nhé, rất nhiều. Đây con máy ba số tiếng số lùi, hàng giống như con xe cúp nhé. Còn kia là con máy 110, rất chi nhiều loại để anh em lựa chọn. Hôm nay mình giới thiệu sơ qua một số cái bộ hộp số đảo chiều thôi. Anh em có nhu cầu thì cứ đăng ký kênh, sau có thiếu phụ tùng gì anh em cứ hỏi alo trực tiếp cho mình nha. Chào tất cả anh em.